Tuyết Nhi, Thiên Tường, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Thiên Tường, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Đứng lại. Thiên Tường. Thiên Tường, cuối cùng anh cũng tới rồi. Tôi nghi ngờ bọn họ muốn dùng bom để giết chúng ta. Chúng ta quan sát trước đã rồi tính. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không để Tuyết Nhi gặp nguy hiểm. Đây rõ ràng là cái bẫy. Vừa nãy trong ngôi nhà đen, tôi nhìn thấy dấu vết của thuốc nổ. Anh phải tin tôi. Dù là ai, anh cũng đừng quên, mục tiêu của họ là anh. Tôi không quan tâm được nhiều thế. Dù sao hôm nay, nhất định tôi phải cứu Tuyết Nhi ra. Tôi phải để cô ấy nhớ, người cứu cô ấy là tôi, chứ không phải Vũ Thiên Tường. Quả nhiên chỗ này có mai phục, đúng là tôi quá sơ suất. Cứu Tuyết Nhi quan trọng hơn. Đi. Tuyết Nhi. 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 Thiên Tường. Thiên Tường. Tuyết Nhi. Anh cuối cùng cũng tới rồi. Tuyết Nhi. Cuối cùng anh cũng tới rồi. Em cứ tưởng không còn được gặp anh nữa. Em sợ lắm. Em chưa bao giờ sợ hãi như thế. Anh xin lỗi Tuyết Nhi. Em như rơi vào một cái hố đen, không thể nắm được cọng rơm cứu mạng nào. Anh xin lỗi, anh đáng chết. Anh đã tới muộn rồi. Nhưng tạ ơn ông trời, anh vẫn tới. Tuyết Nhi, anh đảm bảo với em, từ nay tới đi, anh không bao giờ rời khỏi em nữa. Thiên Tường. Tuyết Nhi. Anh sẽ không để em phải sợ hãi nữa. Thiên Tường. Chăm sóc cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, em hãy cẩn thận chút.
Sao thế? Tuyết Nhi, anh có chút chuyện gấp. Tuyết Nhi, em và Tống Thành đi trước đi. Đưa Tuyết Nhi đi trước đi. Thiên Cường, đi thôi. Thiên Cường, sao thế? Thiên Cường, Tuyết Nhi, Thiên Cường, Tuyết Nhi, mau đi thôi. Thiên Cường, Tuyết Nhi, em đừng qua đây. Thiên Cường, em đừng qua đây. Thiên Cường, đừng mà. Tuyết Nhi, Tống Thành, bây giờ làm sao? Tống Thành, làm sao bây giờ? Còn ngay ra đó làm gì? Đưa cô ấy đi. Thiên Cường, Tuyết Nhi, đi thôi. Thiên Cường, đi. Thiên Cường, Tống Thành, anh hãy nhớ cho kỹ. Vũ Thiên Cường tôi dù có ở đâu cùng Thượng Quan Tuyết Nhi kết làm vợ chồng. Từ nay tới đi, dù giàu sang hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, tôi đều yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nếu làm trái lời hứa sẽ bị sét đánh chết. Thượng Quan Tuyết Nhi vẫn là người phụ nữ của tôi. Tuyết Nhi, Thiên Tường, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Thiên Tường, Tuyết Nhi. Thiên Tường, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, anh buông ra. Tuyết Nhi, Thiên Tường, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Thiên Tường, Thiên Tường, Thiên Tường. Thiên Tường, Thiên Tường, Thiên Tường, Thiên Tường. Thiên Tường, Tuyết Nhi, Thiên Tường, Thiên Tường, Thiên Tường, Thiên Tường. Thiên Tường, anh không sao, thật là may quá. Anh từng đồng ý với em phải bảo vệ em cả đời. Thiên Tường, em cũng hứa với anh, dù sau này có thế nào, em cũng sẽ sống thật tốt. Nhưng anh cũng phải đồng ý với em, dù chúng ta không thể ở bên nhau thì anh cũng phải sống thật tốt. Tuyết Nhi, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Đúng, em thừa nhận khoảnh khắc vừa rồi khi bơm nổ,
Trái tim em dường như cũng nổ tung theo. Em thừa nhận. Giờ rồi khi không tìm thấy anh, em cũng không thiết sống nữa. Em thừa nhận vừa rồi khi anh lại lạnh lặng xuất hiện. Em muốn bất chấp tất cả để được ở bên anh. Nhưng Thiên Tường, Thanh Hà cần anh hơn. Anh cứ coi như chúng ta đã nằm mơ. Bây giờ tỉnh mộng rồi. Hãy để mọi chuyện trở về ban đầu. Không yêu anh là quyền lợi của em. Anh yêu em thì em không thể ngăn cản được.